Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Ngày 1 tháng 12, đoàn kiểm tra liên ngành huyện An Phú đã tiến hành kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện. Hiện trên địa bàn huyện có khoảng 192 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, trong đó hành nghề khám chữa bệnh 84 cơ sở, hành nghề dược có 108 cơ sở. Tại các cơ sở hành nghề y tư nhân đoàn tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy chế khám chữa bệnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, việc xử lý chất thải y tế, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề và phạm vi hoạt động chuyên môn, kiểm tra bằng cấp chuyên môn, giấy phép kinh doanh và các giấy tờ liên quan của người thực hiện khám chữa bệnh tại cơ sở. Đối với các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm tư nhân, đoàn kiểm tra bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, giấy chứng nhận đạt GDP và phạm vi hoạt động chuyên môn, giấy phép kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mát, hạn sử dụng của thuốc mỹ phẩm, việc niêm yết giá thuốc, kiểm tra phần mềm quản lý kê đơn và bán thuốc kê đơn theo quy định, hành nghề đúng quy phạm cho phép. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hành nghề y dược, có đầy đủ giấy tờ kinh doanh đúng quy định. Bên cạnh đó, trong quá trình kiểm tra, đoàn đã kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người hành nghề thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y dược, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thời gian tới, đoàn kiểm tra liên ngành quyền sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn theo kế hoạch nhằm duy trì kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo vệ lợi ích và sức khỏe của nhân dân.